Chào mừng đã quay trở lại với Việt Sử Toàn Thư. Thưa quý vị, Thành Thái là vị vua thứ 10 của triều đình nhà Nguyễn. Do tinh thần dân tộc nên bị giặc Pháp ép thoái vị. Ông đã từng giả điên để lập mưu chống Pháp, nhưng mưu đó sớm bị phát hiện ra, trở thành thành phần đối chọi với thực dân Pháp. Ông bị bắt đi đầy suốt 31 năm ròng rã. Năm 1947, trở về quê hương, vương triều này lại bị giặc Pháp dùng thủ đoạn thâm độc phân tán các hoàng tử mỗi người một nơi. Cuộc đời vua Thành Thái và vợ, con, cháu chắt đã trải qua những biến cố lớn từ lúc bị lưu đày ở đảo Reunion cho đến khi trở về Việt Nam và sống một cuộc đời chẳng còn phải là của những bậc vương giả. Dù là dòng dõi hoàng tộc xưa, những hậu duệ của vua Thành Thái mỗi người lại có một cuộc sống số phận khác nhau. Đó là những thông tin có trong video ngay sau đây trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Thành Thái, một vị vua đa tình. Vua Thành Thái có rất nhiều cung phi và con cái. Đến giờ trong gia phả của Nguyễn Phước Tộc cũng chỉ nói chung chung chứ không có con số chính xác về các vị cung phi cũng như hoàng tử, hoàng nữ của vua Thành Thái. Bên cạnh là một vị vua yêu nước, vua Thành Thái cũng nổi tiếng là một vị vua đa tình. Đó là lý do ông có rất nhiều vợ. Có lần nghe đồn trên Kim Long, con gái rất xinh đẹp, dễ thương, lại hầu hết xuất thân từ những gia đình có văn hóa, nề nếp, vua Thành Thái đã quyết định vi hành lên Kim Long đúng ngày mùng 1 Tết, với hy vọng tìm được một quý phi. Đến nơi, nhìn mãi mà không thấy ai vừa ý. Vua Thành Thái thất vọng, liền cho đò quay về. Nhưng đúng lúc đó thì bất ngờ có một cô gái tuổi chừng đôi mươi, tuy mặc áo vá vai và đang chèo đò, nhưng đôi má ửng hồng và ánh mắt long lanh. Vua lập tức thấy lòng xao xuyến, rộn lên một niềm cảm mến kỳ lạ. Vua liền hỏi: "Ni ô tê, ô có muốn lấy vua không? Để tôi làm mối cho." Cô gái lái đò ban đầu nói đến vua thì sợ phạm tội, khi quân nên lắc đầu sợ hãi. Thế nhưng được sự động viên của những người ngồi trên đò và sự khuyến khích của vị vua vi hành, cô đã gật đầu đồng ý. Đến lúc đó, vua Thành Thái liền nói: "Vậy quý phi hãy ngồi nghỉ để trẫm chèo cho." Nói xong, vua Thành Thái liền thay vị quý phi tương lai chèo đò trước con mắt ngạc nhiên của những vị khách có trên đò. Ngay cả bà quý phi Nguyễn Thị Định, thân mẫu của vua Duy Tân, cũng được tuyển vào cung trong một trường hợp gần như thế. Chuyện là khi vua Thành Thái tập trung một số thợ đúc đồng lành nghề ở các nơi về kinh đô để đúc đồ ngự dụng và đúc vũ khí chống Pháp, những người thợ lành nghề nhất ở phủ An Nhơn, tỉnh Bình Định đã được vua Thành Thái gọi vào kinh đô. Một trong những người đó là ông Nguyễn Văn Phương, người làng Kim Châu, thuộc Tổng Nhân Nghĩa, phủ An Nhơn, tỉnh Bình Định. Để tiện cho sinh hoạt của gia đình, ông Nguyễn Văn Phương đã nhờ cụ Thượng Thư Đào Tấn, cũng người cùng quê Bình Định, giúp đỡ và đưa cả vợ con gia đình về sống ở đây. Vì đời sống kinh tế khó khăn, ông Nguyễn Văn Phương gửi người con gái lớn là bà Nguyễn Thị Định, sinh năm 1883, rất xinh đẹp, làm con nuôi trong một gia đình quan đại thần. Một lần tình cờ gặp Nguyễn Thị Định, vua Thành Thái lập tức đem lòng cảm mến và đòi tiến cung. Cô gái thường dân nghiễm nhiên trở thành quý phi của vua Thành Thái. Bà sinh được cho vua Thành Thái hai hoàng nam, một hoàng nữ, trong đó có hoàng tử Vĩnh Sang, sau này là vua Duy Tân. Cuộc sống lưu đày vất vả trên đảo Reunion. Khi vua Thành Thái giả điên để nuôi chí chống thực dân Pháp, bà Nguyễn Thị Định cũng như nhiều cung phi khác thường xuyên bị vua đánh để che mắt bọn thực dân. Nhưng cuối cùng vua vẫn bị chúng giam vào lãnh cung một thời gian, rồi bị đưa đi quản thúc ở Cap San, Jack West, Vũng Tàu ngày nay. Đến năm 1916, khi vua Duy Tân bị thực dân Pháp phát hiện liên hệ với quan phục hội để chống Pháp, vua Thành Thái cùng bà Nguyễn Thị Định và một số hoàng nam, hoàng nữ cũng bị thực dân Pháp đưa đi đày sang đảo Reunion cùng vua Duy Tân. Tuy hai cha con vua Duy Tân và vua Thành Thái cùng bị đi đày trên một hòn đảo, nhưng sau một thời gian ngắn sống chung, vì có những mâu thuẫn trong quan điểm, vua Duy Tân đã dọn ra sống riêng và ít khi trò chuyện với vua cha Thành Thái. Khi mới sang đảo Reunion, thực dân Pháp bố trí cho vua Thành Thái ở trong một biệt thự Pháp nhỏ cùng với gia đình. Thực dân Pháp đảm bảo việc cấp chi phí sinh hoạt cho gia đình vua một cách đầy đủ, với điều kiện đi kèm là vua Thành Thái không được tự ý ra các bến tàu, sân bay, và mỗi khi có vật dụng nào trong nhà hỏng hóc thì nhất định phải báo cho đại diện của thực dân Pháp ở Reunion đến sửa chữa. Không chấp nhận cách đối xử đó của thực dân Pháp,
vua Thần Thái đã tìm mọi cách phản kháng. Sau 2 năm ở trong ngôi biệt thự mà thực dân Pháp cấp cho, vua Thành Thái đã đưa vợ con ra khỏi đó và thuê một căn nhà ở thành phố Saint-Denis. Hành động của vua Thành Thái khiến cho thực dân Pháp giảm bớt tiền trợ cấp cho ông và gia đình, khiến cuộc sống vô cùng chật vật, khó khăn. Khác với vua Hàm Nghi, vị vua đầu tiên bị lưu đày, cuộc sống của cha con vua Thành Thái khá chật vật. Các bà cung phi đi theo vua Thành Thái vì không hợp với khí hậu và thổ nhưỡng ở đảo Reunion nên thường xuyên bị đau ốm. Thêm vào đó, vua Thành Thái lại quá đông con cái, nên cuộc sống của vua Thành Thái và vợ con luôn khá chật vật, nheo nhóc. Có lần vua Thành Thái còn bị chủ nhà đòi tiền thuê nhà, vì bị các chủ nợ tìm mọi cách để bức nợ, khoản tiền trợ cấp mà thực dân Pháp cấp cho vua Thành Thái chẳng bỏ bèn gì so với nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình vua. Nhưng vì lòng tự trọng, vua khó khăn, chật vật ở đảo Reunion, nhưng vì lòng tự trọng, vua Thành Thái không bao giờ mở miệng xin người Pháp, vì không chịu được cuộc sống khó khăn, chật vật ở đảo Reunion, cũng vì khí hậu khắc nghiệt, nên bà Nguyễn Thị Định đã quyết định về nước, giảm bớt phần nào gánh nặng cho vua Thành Thái. Ở đảo Reunion, vua Thành Thái không cho con cái đến học ở trường Pháp, không cho chơi với người Pháp. Vua cho các hoàng tử đi học nghề thợ nề, thợ mộc và hàng ngày chỉ được giao tiếp với người bản xứ, người Trung Quốc. Vua Thành Thái còn bắt vợ còn phải tuân thủ một số quy định nghiêm ngặt, trong đó có việc phải mặc quốc phục trong các dịp lễ Tết, phải giữ gìn bản sắc dân tộc, và nhất là phải nói được tiếng Việt. Vua Thành Thái vẫn dạy con tiếng Việt và các nhạc cụ dân tộc như sáo, đàn cò. Ông tự phân công cho tất cả những người con từ thở nhỏ đến lớn đảm nhận công việc trong gia đình. Các công chúa phụ mẹ việc bếp núc, làm vườn, các hoàng tử, người làm cận vệ cho vua Thành Thái, người đảm nhận việc dọn dẹp nhà cửa. Để kiếm thêm thu nhập, vua Thành Thái cũng đích thân lao động. Ông dạy các con nghề làm yên ngựa và cùng với các con làm yên ngựa để bán cho khách. Khách Tây rất thích những cái yên ngựa mềm và giá cả phải chăng của vị vua một thời của xứ An Nam. Khi vua Khải Định lên ngôi, nghe kể về hoàn cảnh khó khăn của vua Thành Thái, vua Khải Định đã gửi một khoản tiền lớn biếu Thành Thái, đồng thời đều đặn gửi tiền trợ cấp sang Reunion. Tuy có sự trợ giúp của vua Khải Định, cuộc sống của vua Thành Thái cùng gia đình cũng chỉ bớt đi được phần nào khó khăn trong những ngày tháng lưu đày tại Reunion. Trong những người con của vua Thành Thái được sinh ra trên đảo Reunion, có những người con chịu nhiều thiệt thòi nhất. Tiếng là công chúa hoàng tử, nhưng cuộc sống của họ chưa từng trải qua một ngày nhung lụa. Hoàng tử Vĩnh Du, con trai vua Thành Thái từng kể rằng, thời còn sống ở Reunion, có lần đi dạo trên đảo cùng cha, vua Thành Thái đã nắm tay hoàng tử Vĩnh Du và nói: "Khi nào trở về Việt Nam, con sẽ biết Thành Thái và Duy Tân là ai, rồi lịch sử và nhân dân sẽ ghi nhận và chứng minh cho con biết." Hậu duệ vua Thành Thái và cái nghèo đeo bám. Đến năm 1947, sau khi vua Duy Tân qua đời một thời gian, nhờ sự vận động của vợ chồng bà công chúa thứ 16 Lương Nhàn và ông luật sư Vương Quang Nhường, vua Thành Thái cùng gia đình được hồi hương và sống tại Vũng Tàu. Tuy đến đây và sống trong một biệt thự Pháp ven biển Vũng Tàu, nhưng mỗi lần quốc trưởng Bảo Đại cùng tướng Pháp ghé qua, vua Bảo Đại đã tặng rất nhiều quà và tiền cho vua Thành Thái, nhưng ông đều từ chối thẳng thừng. Ông bảo cháu hãy giữ nó để dùng tiền giúp nước, giúp dân. Tuy cho vua Thành Thái về Việt Nam, nhưng thực dân Pháp bằng mặt mà không bằng lòng, tìm mọi cách gây khó khăn cho gia đình vua Thành Thái. Hoàng tử Vĩnh Chiêu, con vua Thành Thái tuy được thực dân Pháp cho đi làm, nhưng bị chúng bắt làm những công việc vất vả, khổ sở nhất. Có thời, hoàng tử Vĩnh Chiêu được đưa đi coi những tù binh chính trị, lại có lúc bị đưa đi làm cầu đường ở Cần Thơ. Mục đích của thực dân Pháp là muốn mượn tay cách mạng giết chết vị hoàng tử này, hoặc đày đọa hoàng tử Vĩnh Diêu trong khổ ải cho đến chết. Năm 1951, hoàng tử Vĩnh Diêu lấy vợ. Sau khi lấy vợ, chính quyền bảo hộ luôn tìm cách gây khó khăn để con cái hoàng tử Vĩnh Diêu không được ăn học đến nơi đến chốn. Để có tiền nuôi con, hoàng tử Vĩnh Diêu còn phải chơi nhạc trong các quán bar để kiếm tiền thêm. Chính vì thế mà các hậu duệ đời sau của vua Thành Thái đều không có công việc ổn định, phải làm những việc tay chân để kiếm sống. Những người con của hoàng tử Vĩnh Chiêu là cháu nội của vua Thành Thái, đến giờ vẫn sống chật vật, khó khăn ở Cần Thơ. Nghề nghiệp của hầu hết trong số họ đều là xe ôm. Cả gia đình hậu duệ vua Thành Thái sống trong một khu xóm nghèo ven thành phố Cần Thơ, ngôi nhà tạm bợ, không có gì quý giá. Sau này, nhiều người biết về cuộc sống kham khổ của hậu duệ vua Thành Thái mới tìm cách giúp đỡ, giúp cuộc sống của hậu duệ vua Thành Thái bớt khó khăn hơn.
Trong số những hậu duệ vua Thành Thái, hoàng thân Bảo Tài, sinh năm 1964, là một người có số phận vất vả nhất. Năm 2004, ông Bảo Tài mới lấy vợ và sinh được một người con gái là Nguyễn Phước Thanh Tuyền. Nhưng con gái ông Bảo Tài từ khi sinh ra đã bị bệnh tật, đi khám bác sĩ thì được biết là bệnh suy não. Vì ảnh hưởng căn bệnh, cô bé thiếu khả năng tư duy và đi lại. Thi thoảng bé lại co giật, té ngửa. Đáng lẽ ra phải có chế độ chăm sóc đặc biệt, đồng thời tìm cách đưa con đi chữa chạy. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh quá vất vả, vợ chồng ông Bảo Tài đành nén lòng nhìn con mình chịu khổ. Có lần để mua thuốc cho con, vợ chồng ông Bảo Tài còn phải cầm cố đồ đạc trong nhà, rồi sau đó dành dụm tiền chuộc lại. Rất nhiều người đã bất ngờ về cuộc sống nghèo khó của ông Bảo Tài, nên gia đình ông đã được nhiều nhà hảo tâm quyên góp tiền để giúp đỡ, xây một ngôi nhà khang trang hơn, đồng thời thỉnh thoảng hỗ trợ tiền nuôi dưỡng, mua thuốc, chữa bệnh cho con gái ông. Tuy nhiên, những giúp đỡ đó chỉ là một phần nhỏ, không thể nào giúp hậu vệ của vua Thành Thái như ông Bảo Tài thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, đeo bám bấy lâu nay. Chứng kiến số phận của những hậu duệ của một vị vua trong lịch sử phong kiến Việt Nam, nhiều người đã phải cố nén tiếng thở dài trước những khó khăn, vất vả của những người con, người cháu vua Thành Thái sau những biến cố thăng trầm của lịch sử. Hồi ức của Hoàng tử Vĩnh Diêu. Hoàng tử Vĩnh Diêu ngủ trong một con hẻm 116 đường Phan Đình Phùng, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Căn nhà nhỏ với diện tích rộng 2,5m, dài là 10m, là nơi sinh sống của một vị hoàng tử, con của nhà vua yêu nước Thành Thái. Ông chia sẻ về cuộc đời mình: "Tôi sinh năm 1922 tại số nhà 92, một căn nhà thuê ở Saint-Denis, đảo Réunion. Ba tôi khi đến đảo đã từ chối sự ban ơn của Pháp là được ở trong một villa sang trọng. Ông chỉ chấp nhận ở trong một căn hộ thuê của một người dân sống tại đó. Đây là năm sinh thật của tôi, được ba tôi ghi chép gửi về Tôn Nhân Phủ. Riêng với chế độ thực dân, ông lại khai rằng tôi sinh ngày 3 tháng 12 năm 1924. Tôi lớn lên với chúng bạn toàn người Phi, nói toàn tiếng Pháp, nhưng khi về nhà thì ba má tôi lại buộc tôi phải nói tiếng Việt. Tôi được ba tôi cho học trong một chủng viện Thiên Chúa Giáo tên là Saint-Denis, dành cho người nghèo và bản địa. Về nhà, má tôi ngoài việc bếp núc còn đảm nhận vai trò cô giáo dạy anh chị em tôi học chữ Việt và học nhạc. Ba má tôi rất đông con. Hồi trước khi đi đầy, má tôi có ba người con. Anh thứ nhất của tôi không đi theo, vì má tôi mới sinh thì ông bà ngoại nhận về nuôi. Sau anh tôi lớn lên đi theo cách mạng, hiện có một người con trai là Bảo Phối đang sống ở Huế. Ba tôi được đưa đi an trí ở Vũng Tàu, thì má tôi cũng vừa kịp sinh thêm hai người con. Ở đảo, má tôi sinh được 7 người con, trong đó có tôi. Ở nhà, ba tôi luôn hướng chúng tôi vào công việc, mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau tùy thuộc vào lứa tuổi. Tôi được giao cho nhiệm vụ lo bữa ăn sáng và tìm nguồn trầu cau cho ông. Chuyện thức ăn sáng tuy vất vả nhưng có thể lo được, còn tìm ra lá trầu là chuyện vô cùng khó khăn. Ở đảo Réunion chỉ có vài hộ gia đình trồng trầu làm kiểng, tôi đến đó và liên hệ với họ để mua. Những lúc họ không bán, tôi phải vào rừng, leo lên núi cao để hái trầu mang về cho ba tôi. Thói quen của ba tôi là đi đâu, ông tính thời gian bằng miếng trầu tiêm. Chẳng hạn khi đến chơi với một người bạn, ông bảo tôi tiêm cho 4 miếng trầu, dùng hết 4 miếng là ông về. Ở đảo không có cau, má tôi phải nhờ người ở Huế mua cau khô gửi sang. Khi tôi vừa tròn 12 tuổi, một hôm cùng ba má đi dạo, ba tôi cầm tay tôi và nói: "Một ngày nào đó khi trở lại Việt Nam, con sẽ đi trên những con đường quê hương, sẽ đọc thấy những con đường mang tên Thành Thái, Duy Tân. Dù hôm nay con vẫn chưa biết Thành Thái và Duy Tân là ai, rồi lịch sử và nhân dân sẽ ghi nhận và chứng minh cho con biết. Đến khi trưởng thành, tôi mới biết ba tôi là vua Thành Thái và anh tôi là vua Duy Tân. Cả hai người đều bị lưu đày trên đảo Réunion này. Khi tôi chuẩn bị đi thực tập thì nhận được tin chính quyền bảo hộ cho gia đình tôi trở về Việt Nam bằng tàu thủy. Tôi sống chung với ba má được 3 năm thì chính quyền bảo hộ đề nghị ba má tôi cho phép tôi làm việc phụ tá cảnh sát trưởng Vũng Tàu. Ngày tôi đi làm, ba căn dặn con đừng bao giờ cộng tác với Pháp và chính quyền bù nhìn. Chế độ ấy không do dân lập ra, nó chỉ do bên ngoại quốc dựng nên, thế nào rồi cũng sụp đổ, đừng bao giờ can dự. Tôi vào làm được vài hôm, sau đó bị chuyển về làm cai ngục tại nhà giam Vũng Tàu, chuyên quản lý các phạm nhân hoạt động chính trị. Tôi rất ngưỡng mộ những người có tinh thần chống Pháp
nên đã đề nghị cho phép hai phạm nhân được phụ với tôi trong việc quản lý vấn đề ăn uống. Với những phạm nhân chính trị nữ, tôi đã đấu tranh cho phép họ được tắm một ngày một lần và được ăn uống tốt hơn. Năm 1949, tôi bị đưa xuống tận miệt Vị Thanh, Hỏa Lựu, Kinh 1000 tham gia đội cầu đường của khu Nam Công Chánh, Cần Thơ. Mục tiêu của chế độ tay sai là muốn nhờ tay cách mạng hoặc các đảng phái khác giết tôi, không thì ở vùng chướng khí, mũi mòng, dịch bệnh, tôi cũng khó bảo toàn được tính mạng. Nhưng mọi chuyện đã không như bọn chúng tính, tôi vẫn làm việc an toàn với sự đùm bọc của nhân dân, những chiến sĩ cách mạng và trở về Cần Thơ bình yên. Tại Cần Thơ, tôi tiếp tục làm việc trong ngành công chánh và sống tại khu tập thể chung cư Công Chánh, nay là chung cư Ngô Hữu Hạnh. Đến năm 1951, tôi chính thức kết hôn với bạn cùng nghề là Lý Ngọc Hoa. Chúng tôi sinh được 7 người con là Thanh Cát, Bảo Bồi, Bảo Thọ, Bảo Cao, Bảo Lộc, Bảo Hoàng và Bảo Tài. Tưởng cuộc sống đã bình yên, nhưng chính quyền bảo hộ luôn tìm cách gây khó khăn để rồi con tôi không được học hành đến nơi đến chốn. Để có tiền nuôi con, ngoài giờ làm việc, ban đêm tôi đến các quán bar chơi nhạc kiếm tiền. Năm 1975, cả gia đình tôi về sống nhờ ở căn nhà chật hẹp của mẹ vợ ở hẻm 166 Phan Đình Phùng, cho đến nay cùng 7 người con và chục đứa cháu. Hoàng thân Nguyễn Phúc Bảo Thọ, con thứ ba của Hoàng tử Vĩnh Du, trong căn nhà nhỏ hẹp có đến gần 20 nhân khẩu, chỉ trừ Bảo Bồi là có việc làm ổn định và ra ở riêng, còn lại đều hành nghề chạy xe ôm. Anh Bảo Hoàng tâm sự, nhà khó khăn lắm, các anh em không có việc làm ổn định, đều chọn nghề chạy xe ôm làm phương tiện kiếm sống. Ai cũng chỉ mơ ước có một chiếc xe chạy cho đàng hoàng, vì gần như năm anh em đều phải đi thuê xe để chạy, khổ lắm. Cuộc sống khó khăn đến nỗi mà anh chia sẻ, vợ chồng tôi đã dành dụm được 20 triệu để tổ chức đám cưới cho con trai, nhưng đành hoãn lại, lấy tiền đóng tiền nhà, hiện vẫn còn nợ 80 triệu. Còn vua nhưng lại chẳng làm vua, số phận những người con, người cháu của vua Thành Thái đa phần đều thật chua chát, xót xa, có nhiều người còn chẳng có tin tức gì.